Theo chị An nghĩ sao, theo chị cảm nhận sao cái tu của mình như thế nào để mình gấp rút để mình tìm đường giải thoát á chị? Có cái hàng ngày chị tu sao? Chị cái lập trường, cái quan điểm của chị là khi chị nhận được cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Dạ, tức đó là thứ nhất. chị đã nhận được cái bốn đại đức của Đức Phật, là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Và mình phải sống trong từng giây, từng giờ, từng phút là từng bi hỷ xả, để mình mới có cái một ngày mình chứng đắc bằng Phật được. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, Phật ngũ nguyện Phật cầu sẽ Phật độ thành Phật thầy từ bi xả tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Giai đắc đạo quả là gì? Đắc bằng ông Phật. cũng như Đức Phật nói là Phật là Phật sẽ Hay quá. thành, đã thành phải không? Hả? Phật là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành. Sắp thành. À, Vậy là tất cả chúng ta tu là đều 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 cũng về cái cảnh giới ngang với Phật hết. đúng rồi, Nếu mà tu giữ được giới như đúng ông ha. rồi, tu được như ông thì mình chứng đắc bằng ông. Nó vậy đó, vì hàng ngày mình cầu nguyện câu ngũ nguyện cầu nó là như vậy. Cho nên cái lập trường, cái quan điểm mình là cứ từ bi hỷ xả, lúc nào cũng vậy. Và niệm Phật hàng ngày hả chị ha? Thì mình niệm danh hiệu ông cho nên mình mới nhớ được bốn cái đại đức. Mình niệm danh hiệu ông thì mình nhớ bốn đại đức, nhưng mình không làm được bốn đại đức mà là bốn đức, làm bốn đức giống ông, từ bi hỷ xả. Thì trong đó nó trừ được tham sân si, mà trừ được tham sân si thì mình có nhẫn nhục giữ giới. Thiền định trí huệ. Đó Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay cũng có nhân viên có hai cô đi đến thăm sư huynh Thiện Nghĩa quý vị. Sư huynh có thể giới thiệu giùm luôn sư huynh. Dạ thì Thiện Nghĩa xin chào toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến. Hôm nay Thiện Nghĩa được duyên lành được trở về thăm đồng đạo mình ở miền Tây, vô cái vùng mà đồng ruộng bát ngát thế này, thấy tâm hồn rất là nhẹ nhàng. Và nhân đây thì cũng gặp được sư huynh của mình ở trụ tại cái cốc ở đây, rồi gặp hai sư tỷ mình cũng từ Long Xuyên lên đây nữa, hội ngộ trong buổi chiều hôm nay rất là ấm áp. Cho nên mấy vị đồng đạo mình thì rất là thích nghe nhắc lại lời Châu Ngọc của Đức Thầy, để mình ôm lại với mấy chị em lo tu, rồi cũng đồng thời cũng khuyến tấn chung cho đồng đạo mình, hay là những người nào chưa có đủ duyên mà nghe được giáo lý của thầy đó, thì biết đâu nghe được những lời chia sẻ của huynh đệ chúng tôi thì cũng phát tâm tu hành. Bởi vì mình thấy thời kỳ này cũng mình cũng nên tu gấp gấp quý vị ơi, vì cái vô thường, rồi cái xung quanh những cái biến cố chết chóc nhiều quá. Mình nghĩ là làm người mà không lo tu thì uổng lắm, uổng kiếp người lắm quý vị. Cho nên gặp quý vị này thì cũng vui lắm, mấy chị em vui lắm. Mình mời mấy chị đi vòng vòng trong này chút xíu rồi mình trao đổi Phật pháp theo quý vị. Sư huynh có thể giới thiệu chi tiết hơn à? Cô có để hỏi là gọi cô là cô gì? Dạ đây là cô Nga, Vậy dạ, ha. cũng sư tỷ mình đấy, rồi đây là chị Lan, Dạ dạ dạ. còn đây là Quynh Tư biết rồi. Dạ, cảm ơn sư huynh, vì sư huynh đang bị gối bởi vì quên giới thiệu tên. Vâng, thì qua đây thì mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng anh em của Châu Phú. Để nhờ sư huynh Nghĩa có thể chia sẻ về Phật pháp hay là về những mẫu chuyện bên Đức Thầy nha quý vị. Sư huynh Thiện Nghĩa ơi, bây giờ có câu này nè sư huynh, có cái câu mà khi nào sấm nổ giang thinh em đưa câu này lên là người ta tìm sư huynh liền đó nha. Khi nào sấm nổ giang thinh là sao sư huynh? Cái này là Đức Thầy Nếu muốn để trời nói, sấm nổ giang thinh hả? Cái này là ý là Đức Thầy muốn nói thế này, giống như là mình phải lo mình tu trước đi, lúc mình còn khỏe mạnh, còn bình thường, còn tỉnh táo thì mình gán mình lo tu đi để mình có cái vốn trước, chứ đừng có để mà để chờ tiếng nổ giang thinh thì e bá tánh ăn năn đã muộn. Thì mình nghĩ là Đức Thầy khuyến tấn mình phải tu gấp đó, có nghĩa là lúc mình khỏe mạnh, tỉnh táo, sáng suốt vậy thì mình phải lập công bồi đức, phải gán lo tu hành để mình làm tròn cái kiếp con người của mình, vừa làm xử thế tiếp vật cho nó hoàn thiện con người, rồi tiến lên nữa tu theo thánh nhân, tiến lên nữa tu tiên tu Phật, đưa đến giải thoát luôn. Cho nên mà cái cuộc hành trình này thì rất là dài, chứ không phải là tu ngày mà đắc được đâu quý vị. Cho nên mình phải tinh tấn, mỗi ngày mình rèn luyện, mỗi ngày mình phải tu tập cho hết cuộc đời này thì mình mới mong được về cảnh giới an lành của Phật. Chứ không phải là đợi tới già rồi mới tu ha chị Lan ha.
Dạ. Chị Nga thấy làm sao? Chị Nga thấy vậy được không? Dạ, nhưng mà dạ. Sấm nổ Giang Thinh là sao anh? Bộ sấm nổ dữ lắm hả? Thì thầy quý dụ vậy đó. Dạ. Là thầy ví dụ là một cái hình ảnh giống như là đợi tới chuyện rồi mới tu sao? Không lẽ giờ mình đợi tới gặp phong ba bão táp hay là sấm nổ hay là gặp dịch bệnh Covid thì mới tu sao? Và nếu bình thường mình không tu sao? Cho nên là Đức Thầy là dùng khuyên tín đồ mình phải có cái trí tuệ, khuyên tất cả chúng sinh phải tinh tấn tu hành. Chứ đừng có đến mà chết chóc và chia lìa rồi động đất, núi lửa, rồi tất cả những chuyện lúc đó là mình chuẩn bị mình tu không kịp. Giống như bây giờ mình là mình chưa có khát nước nhưng mà mình đào cái giếng trước đi. Lúc mình khát nước thì mình có giếng có nước mình uống ha. Yeah. Cho nên đợi đến lúc mà mình khát nước rồi mới đi đào giếng thì lúc đó coi chừng mình bị chết ngợp giữa đường. Thì tu cũng vậy đó quý vị. Thì mình nghĩ là tu là một công trình rất là vĩ đại chứ không phải là đơn giản. Yeah. Bởi vì đó là một cái sự giải thoát cho đời đời kiếp kiếp. Thì đó là một cái sự nghiệp rất là lớn lao. Thế gian người ta cất nhà lầu, mua xe hơi mà cũng là một chuyện khó rồi. Yeah. Còn nếu mình tu mà gọi là giải thoát về cảnh giới của Đức Phật á, thì còn khó hơn nữa. Cho nên chính từ chỗ đó mà Đức Thầy khuyên mình á, phải tinh tấn, phải hàng ngày lo tu tập. Trong lúc bình yên thì mình phải cố gắng lên đi. Tất cả mọi người phải cố gắng lo tu. Đừng có đợi tới cái việc rồi á. Để đến việc gian lưng mà chịu chứ Phật đâu cứu kịp cho người hết gì Nga ha. Hay quá. Cho nên tới lúc đó rồi là bình thường không lo tu đâu, lo làm ác làm dữ đủ thứ chuyện hết. Rồi đến lúc phong ba bão táp đó, lúc đó mới kêu Phật thì Phật cũng không cứu kịp cho mình. Vậy ha. Vậy đó. Mà em cứ tưởng là sẽ là sấm nổ là đùng 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 đùng. Thầy quý vậy để cho mình hiểu được cái chuyện đó là sắp tới. Ví dụ như bây giờ mình không lo tu thì đợi đến cái lúc sấm nổ tu cũng muộn nữa. Hay là động đất hay là núi lửa tất cả những cái biến cố gì đó mà lúc đó mình mới tu thì muộn quá. Vậy là phải tu liền ha. Tu liền quý vị. Đặc biệt là vô thường nghe anh nhỉ. Đúng rồi. Thầy ở gì có câu người xưa từng bảo đó. Dù không có quyến thiên đó, cũng câu cũng tu cho đẹp được giải duyên luân hồi. Ra mình tu về luân hồi sanh tử nha quý vị. Chứ không phải là tu về biến chuyển thiên cơ gì cả. Đúng rồi. Lúc nào mình có tử thần nó kề cận bên mình cả. Tu để mà đúng rồi chị Nga ha. Tử thần bắt mình lúc nào không hay. Bởi vì đúng rồi, đây nhắc mình cũng nhớ đó, giống như mình tu không phải vì cái chuyện mà mê tín hay là cái chuyện mà chết chóc hay là thiên cơ thời cuộc mới tu, mà mình tu đây là tại vì mình muốn thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi. Cái đó là cái là nền tảng rất là vững chắc mà mình nhắm vào đó. Tại vì các bạn nghĩ ai cũng phải sinh rồi già bệnh rồi chết, mà cái đó là quy luật muôn thở rồi, không bao giờ mà tránh khỏi được. Cho nên ngài Thanh Sĩ cũng nói là dù không có cuộc biến thiên thì mình phải gắng mình lo tu cho tròn, chứ không phải đợi biến thiên mới tu. Tu như vậy là chỉ tu theo thời cuộc thôi quý vị, không có bền. Mình tu cũng vì thời cuộc, cũng có một phần là mình thấy cái biến chuyển thiên cơ xung quanh này, mình cũng thấy là mình thức tỉnh cho mình, đồng thời mình cũng tu sao mà thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là mục đích chính đó, đúng không chị Nga? Theo chị Nga nghĩ sao, theo chị cảm nhận sao, cái tu của mình như thế nào để mình gấp rút để mình tìm đường giải thoát á chị? Có cái hàng ngày chị tu sao? Chị cái lập trường, cái quan điểm của chị là khi chị nhận được cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Tức là chị đã nhận được cái bốn đại đức của Đức Phật là chạy từ đại bi, đại hỷ, đại xả. Và mình phải sống trong từng giây, từng giờ, từng phút là từng bi hỷ xả. Để mình mới có cái một ngày mình chứng đắc bằng Phật được. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, ngưỡng nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xả tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Giai đắc đạo quả là gì? Đắc bằng ông Phật. Cũng như Đức Phật nói là Phật là Phật sẽ thành, đã thành phải không? Phật là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy là tất cả chúng ta tu là đều cũng về cái cảnh giới ngang với Phật hết. Đúng rồi, nếu tu mình giữ được giới như đúng ông ha. Rồi tu được như ông thì mình chứng đắc bằng ông. Nói vậy đó. Vì hàng ngày mình cầu nguyện câu, ngủ nguyện câu đó là như vậy. Cho nên cái lập trường, cái quan điểm mình là cứ từ bi hỷ xả. Lúc nào cũng vậy. Còn niệm Phật hàng ngày hả chị ha?
thì mình niệm danh hiệu ông cho nên mình mới nhớ được bốn cái đại đức. Mình niệm danh hiệu ông thì mình nhớ bốn đại đức. Tại... nhưng mình không làm được bốn đại đức mà là bốn đức, làm bốn đức giống ông từ bi xã, thì trong đó nó trừ được tham sân si. Dạ. Mà trừ được tham sân si thì mình có nhẫn nhục giữ giới, thiền định trí huệ. Thì mình chứng đắc à. Thì hiện tại như bây giờ mình cảm nhận là mình đang đắc đi. Đang đắc là gì? Tại sao mình không tờ, trong cái quá trình là mình không có sân hận, không tham lam, thì nó không có mê si, thì mình có trí huệ. Mà mình có trí huệ thì coi như mình đã được cái giải thoát cái phiền não rồi đó. Hay quá cô Nga. Dạ. Cô Nga, ủa cô Lan có câu nào tu hổng ngày có gì hay hay không, phát tâm tu thấy vui không, an lạc vui trong lòng không? Rồi thấy tâm ăn vui không, ăn vui không, an lạc ha. Vậy hả? Mà cô nhớ nha, Đức Đạt Ma Lạc Lai Tây Tạng ông nói á, sống hạnh phúc chết bình an. Còn câu thứ hai của Bác Hai Như Sanh á, con hiện tại sống ở cực lạc thế gian thì khi con thác cũng về cực lạc Tây Phương của Phật. Có nghĩa là mình sống trong thế gian này mình cảm thấy sự an lạc, chứ không phải đợi tới chết, đúng không? Đúng. Có nghĩa là mình phải có một sự thanh tịnh, sự gạn lọc tâm hồn mình cho nó thanh tịnh, mà đời sống mình cũng như là sống cực lạc vậy ha. Lúc nào cũng ở cực lạc. Thì bây giờ mình tực cực lạc thì khi mình thác rồi mình cũng về cực lạc. Đâu phải đợi chết mới về cực lạc hả chị ha? Sống sửa đầy đủ đây. Hay quá. Bữa nay hội ngộ mấy huynh đệ nghe nói pháp vui quá, nhẹ nhàng tâm hồn quá, thấy thấy về chắc mình phải tinh tấn hơn nữa hả chị nghe ha? Phải tinh tấn từng giờ đó nha. Cũng khuyến tấn tất cả đồng đạo mình nên cố gắng nghe lời thầy dạy, lời Phật dạy để mình tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát. Tại vì mình thấy cái cuộc biến chuyển phong ba, rồi mình thấy cái thân vô thường, sinh lão bệnh tử thì không ai tránh khỏi, cho nên chúng ta nên thức tỉnh tu hành gấp gấp nha quý vị. Đừng có để đến nước tới chân rồi mình nhảy không có kịp nha quý vị. Để đến như mà dịch bệnh Covid ở Ấn Độ là mình chạy không kịp đó. Đó là niệm là không xong đó nghe. Cái người giác ngộ để tu á là sẵn sàng, luôn luôn lúc nào cũng phải sẵn sàng, sẵn sàng. Thế khi mình cái vô thường nó không có hẹn là một tiếng nữa, hay là một ngày nữa, hay một đêm nữa, mà nó có thể đến bất kỳ giờ phút nào. Nhưng mình đã ở một cái sự chuẩn bị rồi thì mình tự tại đó. Nó có đến mình cũng cảm thấy ăn vui thôi, đâu có đâu có đâu sợ, phải không? Đã chuẩn bị hết rồi, thì nó không có làm một cái chướng ngại cho cái bước đường tu tập. Cảm ơn cô Nga rất nhiều. Cô chưa hiểu tới đó đó nha. Qua đây thì chú Phú cũng chân thành cảm ơn sư huynh Thiện Nghĩa và cô Nga và chị Lan và chú Tư rất nhiều. Chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn hơn. Vâng, kính thưa quý vị, qua đây Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Xin chào, không quên chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn hơn và hạnh phúc đem đến với mọi người nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha.